Thưa các bạn, bài thơ Đi lễ chùa của nữ sĩ Dương Thị Hoàng có thể coi là bản tổng kết về những nỗi đau khổ của phụ nữ, nhất là phụ nữ Á Đông. Những số phận ấy thật oái oăm lại thường khởi nguồn và kết thúc ở chuyện chồng con. Trong bài thơ, những đau khổ ấy được nâng dần lên từng cấp độ qua đối thoại của từng nhân vật, bắt đầu từ tội nghiệp, vô phúc, bất hạnh và tưởng chừng kết thúc ở tuyệt vọng. May mắn thay, nữ thi sĩ đã mở ra một cái kết khả dĩ hơn. Đó dường như là sự chối từ tất cả và cũng có thể là sự chấp nhận tất cả. Đó như là một thái độ thiên định, bởi gần như chắc chắn rằng qua những đau khổ tột cùng, người phụ nữ lại có thể có được những hạnh phúc chót đỉnh mà ở người khác giới không thể có được. Xin mời các bạn nghe bài thơ rất hay này, Đi lễ chùa của nhà thơ nữ Dư Thị Hoàng. Năm người đàn bà cùng ngồi trên xe ngựa, tay khư khư ôm đầy vật tế lễ. Người thứ nhất thở dài, tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng. Người thứ hai chép miệng, vô phúc nhất người đàn bà không con. Người thứ ba cười buông, bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nổi trước mặt chồng. Người thứ tư điềm đạm, tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười được khi thấy con. Người thứ năm mô Phật. Lão xá ích giật dây cương, roi quất tung bụi đường. Năm người đàn bà cùng ngồi trên xe ngựa, tay khư khư ôm đầy vật tế lễ. Người thứ nhất thở dài, tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng. Người thứ hai chép miệng, vô phúc nhất người đàn bà không con. Người thứ ba cười buông, bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nổi trước mặt chồng. Người thứ tư điềm đạm, tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười được khi thấy con. Người thứ năm mô Phật. Lão xá ích giật dây cương, roi quất tung bụi đường.